Tiên tri kiếp nạn thứ 82, nếu thầy Minh Tuệ tiếp tục đi bộ khất thực. Vì sao sư Thích Minh Tuệ ẩn tu? Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe và xem kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Kính thưa quý vị, Vạn Điều Hay cảm phục sư Thích Minh Tuệ, sức chịu đựng và chuyển hóa khổ hạnh thành lạc thú. Ngài thong dong đi trong cái bỏng rát của hồng trần mà như đi giữa hư không, đến mức tâm không hề sao động trước áp lực của tiền tài, danh vọng. Còn Ngài vươn đến tầm cao hơn, ở tầng giác ngộ, như chính Ngài đã nói, rằng Ngài mới chỉ bước đầu tu tập, chưa có thành tựu lớn. Điều đó cũng có nghĩa rằng Ngài còn vượt qua nhiều kiếp nạn nữa. Khác với các đại trí thức trên cõi mạng, tôi không tán thán Ngài như Phật sống hay kêu gọi mọi người phải noi gương. Dù vô tình hay hữu ý, chính chúng ta sẽ tạo nên những kiếp nạn cho Ngài. Đó không chỉ là sự lo xa quá mức, mà đó thực sự trở thành một lời tiên tri cho kiếp nạn thứ 82 của Ngài Minh Tuệ. Khi những ngày qua, tưởng chừng như sư Minh Tuệ của chúng ta đã được an yên tu tập tại mảnh đất gắn liền với cuộc đời của sư như sư đã mong muốn. Nhưng không, hiện nay hàng ngàn các TikToker, YouTuber cùng các tín đồ Phật tử và cả người dân kéo nhau lên Gia Lai gây ồn ào náo nhiệt tại mảnh đất này. Hàng ngàn người kéo về, chen lấn tranh nhau để được gặp sư Minh Tuệ, khiến cho cơ quan chức năng phải huy động lực lượng mới có thể kiểm soát được. Có lẽ nhận thấy tình trạng này không ổn nên sư Minh Tuệ đã quyết định rời đi. Hiện tại, người dân đang chen quanh căn chòi nơi sư Minh Tuệ từng ở để bàn tán xôn xao về sự việc. Có người đổ lỗi cho dân, có người đổ lỗi cho nữ doanh nhân xinh đẹp đến Gia Lai đòi chăm sóc bố mẹ sư Minh Tuệ đến cuối đời, gây phiền phức cho gia đình, khiến cho sư Minh Tuệ phải rời đi nơi khác, không ở căn chòi như những ngày trước đó. Vậy cụ thể, kiếp nạn thứ 82 này của sư Minh Tuệ như thế nào? Hãy cùng Vạn Điều Hay tìm hiểu qua video ngày hôm nay quý vị nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Tây Du Ký, Đường Tăng phải vượt qua 81 kiếp nạn mới đến được Niết Bàn. Nước Đại Đường xưa kém văn minh, chưa có ánh sáng của Đức Phật, nên vua Đường Thái Tông trao văn điệp và bát vàng, bạch mã cho thầy Huyền Trang đi thỉnh kinh. Điệp văn đã cấp để giao thiệp đối ngoại, còn trong nước, khắp nơi thầy đi qua đều được người dân đảnh lễ. Kiếp nạn của Đường Huyền Trang chỉ do bọn yêu ma gây ra mà thôi. Thế nhưng đối với sư Minh Tuệ thì có lẽ con đường giác ngộ được Phật Pháp của Ngài không chỉ dừng lại ở kiếp nạn thứ 81 mà còn là kiếp nạn thứ 82. Đâu đó trên mạng xã hội hiện nay đang có tin đồn cho rằng sư Minh Tuệ được mời qua Ấn Độ. Như chúng ta đã biết, trước đó trong một lần phỏng vấn sư Minh Tuệ, sư đã có những chia sẻ: nếu có lúc nào đó con có duyên mình được bộ hành về Ấn Độ, nơi thánh địa của Đức Thế Tôn, rồi mình đảnh lễ, mình học tập cảm ân đức của Đức Thế Tôn. Nhưng mà nếu được cái đó thì con cũng cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Giữa những thông tin trái chiều và hỗn độn chưa có tính xác thực ở trên, chúng tôi mong rằng quý Phật tử và quý khán thính giả hãy bình tâm cân nhắc nguyên nhân gì khiến cho sư Minh Tuệ tiếp tục ẩn cư, không còn ở căn chòi này nữa. Một người đàn ông được cho là quen biết với gia đình sư Minh Tuệ trong một video được một YouTuber quay lại đã tiết lộ thông tin sư Minh Tuệ được mời qua Ấn Độ một tháng. Người này còn tiết lộ thêm nguyên nhân vì sao ngày trước sư Minh Tuệ trồng 100 cây sầu riêng. Lúc thầy trồng, thầy có nói là thầy trồng lên đây sau này để cho cha mẹ thầy hưởng già. Thầy đã tính toán tới mức độ đó. Lúc đó ở đây, ở khu này chưa có một cái gì. Sau này thầy đi tu thì em trai của thầy đứng ra chăm sóc vườn này. Có thể thấy, trước khi sư Minh Tuệ xuất gia, sư cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho đấng sinh thành để làm tròn đạo hiếu.
điều này lại càng khiến cho mọi người thêm phần cảm phục sư. Một người vừa có tâm đạo, vừa chu toàn với gia đình, nhưng giờ sư Minh Tuệ lại bị cản trở trên con đường tu hành thì thực sự là đáng tiếc. Hiện tại, người dân đang vô cùng hụt hẫng khi sư Minh Tuệ và các huynh đệ đã ẩn tu lần hai. Vì nhiều ngày bị người dân bao quanh ồn ào, gây mất trật tự, bên ngoài không có thì họ vào tận căn chòi nơi sư tu tập những ngày qua. Căn chòi vừa được sửa sang, lót sàn, chuẩn bị kỹ càng cho các sư. Tưởng đâu mọi người đã rút kinh nghiệm từ lần trước, nên sư cũng cho phép người dân ghé thăm và đảnh lễ. Thế nhưng, theo ghi nhận, lòng yêu mến của dân chúng vẫn mạnh mẽ như trước. Hàng ngàn người kéo về, chen lấn tranh nhau để được gặp sư Minh Tuệ, khiến cho cơ quan chức năng phải huy động lực lượng mới có thể kiểm soát được tình hình. Có lẽ nhận thấy tình trạng này không ổn, nên sư Minh Tuệ đã quyết định rời đi. Những người kính trọng sư Minh Tuệ đã có dịp tụ tập tại căn chòi của sư. Trong cuộc trò chuyện tại đây, một người phụ nữ cho hay là cô đã đọc được một thông tin trên mạng xã hội cho rằng khi nghe thấy mong ước được đặt chân đến đất Phật, thì một vị sư trụ trì tại Ấn Độ đã mời sư Minh Tuệ qua ở một tháng. Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác nhận mà thôi. Chúng ta biết rằng muốn đi Ấn Độ không phải là chuyện đơn giản, trong ngày một, ngày hai mà có thể đi được. Trong khi đó, một người bày tỏ ý kiến là do mấy ông YouTuber cứ đến quay là lại làm ồn. Thế nhưng một YouTuber lại lên tiếng đáp trả: cái đó là do người dân thôi. Hôm qua anh em YouTuber có vào được đâu. Bây giờ có tranh cãi lỗi của ai thì có lẽ sư Minh Tuệ cũng sẽ không ở lại đây nữa. Ngay khi được chia sẻ, đoạn video này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bảo mọi người về đi, ai làm việc nấy, để sư yên còn tu tập và cũng đừng làm phiền đến gia đình của sư nữa. Sư ẩn tu rồi, còn ở đó nữa đâu mà ngồi chầu trực ở đó cho mất thời gian. Em trai của ngài chính là người tìm đến nơi sư đã ở, buộc sư phải bỏ đi lần thứ hai. Không biết những người đó nghĩ sao? Có ý kiến khác thì lại cho rằng không hiểu sao mà mọi người cứ muốn ép sư phải ẩn tu. Miệng thì nói A-di-đà Phật, mà sao không hiểu hạnh nguyện của thầy? Tỏ lòng thành kính thì tu tại gia là được rồi. Thương các thầy quá, giờ lại không thấy thầy nào đi khất thực được nữa rồi. Xin các anh chị các bạn, xin hãy để thầy tu, đừng vây quanh như thế. Thầy sẽ ẩn tu vào rừng để trốn các người thì sẽ như thế nào? Trước đó, sau khi sư Minh Tuệ ẩn tu lần thứ nhất, nhiều người ý thức được việc làm phiền của mình tới sư nên đã quay về. Sau khi thông tin sư Minh Tuệ về quê ở Gia Lai ẩn tu được chia sẻ, nhiều người dân ở khắp nơi đã tìm đến với mong muốn được gặp sư. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Nguyễn Huy Hoàng cho biết anh và một số bạn bè vì ngưỡng mộ thầy Thích Minh Tuệ nên đã từ thành phố Hồ Chí Minh tìm lên Gia Lai. Tuy nhiên, sau 2 ngày, nhóm của anh Hoàng vẫn không thể tiếp cận được sư Minh Tuệ. Nhóm của anh Hoàng cũng ý thức được việc có quá nhiều người tìm về sẽ ảnh hưởng đến việc tu tập của sư Minh Tuệ, nên họ đang nghĩ tìm cách quay về. Ngoài ra, nhiều người còn tìm đến tận nhà của sư Minh Tuệ để hỏi han, tìm gặp gỡ, nhờ đưa đến nơi sư đang tu tập. Tuy nhiên, những yêu cầu này đều đã bị từ chối. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo khẩn trương, cụ thể về trường hợp của sư Minh Tuệ để làm sao tôn trọng tín ngưỡng đúng pháp luật và đảm bảo sự yên tĩnh để cho sư Minh Tuệ có thể tu tập, cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương được đảm bảo. Quyền về đời sống riêng tư cần được tôn trọng, sư Minh Tuệ cũng không phải là ngoại lệ. Hình ảnh một số hội nhóm cho thấy, trên địa bàn, gia đình sư Minh Tuệ sinh sống, thường xuyên có người chầu trực từ sáng đến tối, tìm mọi cách tiếp cận gia đình để phỏng vấn, live stream, truy tìm chỗ ở hiện tại của sư Minh Tuệ. Thậm chí, có trường hợp YouTuber đóng giả người tu hành, túc trực ngay tại nhà bố mẹ của sư Minh Tuệ để dễ dàng khai thác các thông tin. Không khó để nhận thấy các YouTuber, TikToker nói trên thực chất chỉ là đang lợi dụng sự quan tâm của đám đông tới sư Minh Tuệ để câu like, câu view,
thu lợi cho cá nhân. Với sự lan tỏa của lực lượng YouTuber, TikToker hùng hậu, nhiều người dân do hiếu kỳ hoặc sùng bái quá mức từ khắp nơi cũng lặn lội tìm về để trực tiếp gặp mặt sư Minh Tuệ. Một nguồn tin cho biết, chỉ tính riêng trong ngày 12 tháng 6 đã có khoảng 3.000 người có mặt tại quê nhà sư Minh Tuệ. Ngày 13 tháng 6, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã vây quanh nhà sư Minh Tuệ. Một số cò đất trên địa bàn đã chớp thời cơ đăng tin giao bán đất với lời quảng bá rằng nơi đây là đất Phật và sẽ nhanh chóng trở thành trung tâm của xã. Nếu bình tĩnh tỉnh táo nhìn nhận, có thể thấy việc tụ tập đông người cố tình tìm cách tiếp cận, săn tìm các thông tin liên quan đến sư Minh Tuệ bản chất là đang xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, có nguy cơ vi phạm pháp luật. Họ cần biết dừng lại các hành động của mình trước yêu cầu của cá nhân sư Minh Tuệ. Như sư Minh Tuệ đã từng chia sẻ trước đó, còn muốn được học tập, tu tập bình thường, mong mọi người cũng việc ai nấy làm. Sư Minh Tuệ cũng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình trước việc các YouTuber, TikToker quan tâm học tập tu hành thì tốt đẹp, còn họ quan tâm để kiếm tiền, câu like, câu view, trục lợi gì đó hay liên quan đến chính trị, mất an ninh trật tự, thực sự thì không tốt đẹp, vì đó là quyền và lợi ích của họ. Nhưng đi theo để quay phim suốt ngày đêm, gây mất trật tự, mất an toàn giao thông, gây trở ngại cho người tu hành, chỗ nào cũng đưa lên, gây ồn ào thì không đúng với người tu hành nữa. Người tu cần yên tĩnh, đi một mình, đảm bảo thanh tịnh nơi vắng vẻ. Còn tụ tập ồn ào như thế này lại ảnh hưởng không đúng cho người tu hành. Tu hành thì đừng có quay phim chụp ảnh họ nữa, để cho họ yên tĩnh. Trước những phiền toái mà gia đình người thân đang phải gánh chịu, mới đây, ông Lê Anh Tuấn, anh trai của sư Minh Tuệ cho biết, gia đình ông mong muốn các YouTuber và TikToker để cho sư Minh Tuệ được tiếp tục tu hành, học tập, đi khất thực theo ý nguyện của mình, đồng thời không đưa những hình ảnh về gia đình, cuộc sống của ông lên trên mạng xã hội. Nhưng những mong muốn về hình ảnh gia đình, cuộc sống của sư Minh Tuệ đã không được tôn trọng. Các thông tin riêng tư của gia đình vẫn tiếp tục bị đăng tải tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó có cả những thông tin sai sự thật, như việc bịa đặt bố mẹ sư Minh Tuệ khóc lóc khuyên con mình không nên thực hiện việc tu hành, nên quay về nhà. Bức xúc trước những thông tin sai sự thật này, bố đẻ của sư Minh Tuệ là ông Lê Xuân, 84 tuổi, cho biết gia đình luôn ủng hộ con đường tu hành của con mình. Ngày 12 tháng 6, ông Lê Anh Tuấn là anh trai của ông Lê Anh Tú xác nhận gia đình ông đã có đơn đề nghị gửi công an huyện La Grai để nhờ giúp đỡ và đề nghị xử lý một số cá nhân lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú đăng tải lên trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân ông Tú cũng như người thân trong gia đình. Kính thưa quý vị và các bạn, sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã và đang trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Hình ảnh sư Minh Tuệ chân đất, trên người khoác một bộ y áo làm từ các mảnh vải vụn chắp vá, tay cắp lõi một chiếc nồi cơm điện, lang thang trên khắp các nẻo đường để tu học, khiến nhiều người xúc động, gọi ông là bậc chân tu. Có người nói, từ khi sư Thích Minh Tuệ xuất hiện thì dân mạng cũng buông bỏ hơn, ít chửi các ông liên quan đến Việt Á Vạn Thịnh Phát. Lại cũng có người nói, ai cũng đi tu thì lấy đâu ra người trồng lúa dệt vải. Mặc dù những lời nói này bị cư dân mạng phản đối, nhưng suy cho cùng thì những điều mà người ta nói đó vẫn có phần nào đúng. Đúng hay không thì cần nhìn nhận về mặt xã hội. Trong một xã hội nguyên thủy, tự cung tự cấp, mỗi người hay mỗi quần thể nhỏ như bộ lạc chẳng hạn phải tự kiếm sống, thì việc đáp ứng nhu cầu bản năng, nhu cầu miếng ăn trở nên quan trọng nhất. Thời đó, ai không tạo ra miếng ăn thì người đó bị coi là vô dụng. Nhưng xã hội con người tiến hóa lên, miếng ăn, tấm che thân chỉ được coi là nhu cầu tối thiểu. Nhu cầu vật chất của con người đã vượt lên rất nhiều lần so với miếng ăn của bản năng. Nhưng khi vật chất đầy đủ cho nhu cầu bản năng, con người ta lại có những nhu cầu khác. Trong đó nhu cầu thể hiện mình, người ta thích được công nhận, thích được khen, thích tỏ ra vượt trội. Từ cái nhu cầu được thể hiện mình đó,
mà nhu cầu về vật chất cũng sẽ thay đổi. Cũng là miếng ăn bỏ vô miệng, nhưng nó phải được chế biến cầu kỳ với bao gia vị, thậm chí được rát vàng rồi có người đút cho ăn. Cũng là nơi trú mưa nắng, nhưng nó phải nguy nga lộng lẫy. Cũng là cái để giữ hơi ấm, nhưng nó phải kiểu này kiểu kia, nhãn hiệu này nhãn hiệu khác. Do những nhu cầu vượt lên trên nhu cầu bản năng kia ngày càng lớn hơn, con người ta được sinh ra ngày càng nhiều hơn, nên tổng thể của cải, vật chất không thể đáp ứng được cho tất cả mọi người. Khi đó, xã hội sẽ phân chia số của cải vật chất không đồng đều cho mọi người. Đã gọi là nhu cầu, thì dù cho đó không phải là nhu cầu thiết yếu, thì ai cũng muốn nhu cầu của mình được đáp ứng. Cái đó gọi là lòng tham. Từ đó sinh ra sự chiếm đoạt. Đạo đức chính là thứ có thể khống chế được lòng tham, làm cho xã hội trở nên cân bằng hơn. Đạo đức xã hội chính là thước đo của sự tiến hóa của một xã hội. Tôn giáo là phương tiện để duy trì đạo đức xã hội. Tất cả các tôn giáo phổ biến đều hướng đến chân thiện mỹ, nền tảng cơ sở phát triển đạo đức xã hội. Tùy theo từng nơi mà tôn giáo có giữ được chức năng mang lại chân thiện mỹ cho xã hội hay không, hay bị lũng đoạn để trở thành công cụ phục vụ cho lòng tham của một số người. Do đó, người Việt Nam chúng ta đang khao khát chân thiện mỹ, khao khát một nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh. Chính vì vậy mà khi biết đến Ngài Thích Minh Tuệ, người đã thể hiện được chân thiện mỹ của tôn giáo, người dân bất kể thuộc tôn giáo nào đã nhanh chóng chấp nhận và yêu mến ông. Đi khất thực là buông bỏ vật chất, ôm bình bát hành niệm trên đường phố, ai cho gì ăn nấy vì nhu cầu tối thiểu của sự sống. Đầu trần chân đất, mỗi ngày một bữa cơm chay, giờ ăn dân dã gọi là độ ngọ, người đi khất là khất sĩ, nơi ở là tịnh xá, không gọi là chùa. Khất thực Thích Minh Tuệ khác hơn, ông không mặc áo vàng mà tự nhặt vải ở bãi rác hoặc ngoài đường rồi khâu lại, không ở tịnh xá. Sau 6 năm độc hành khất thực, được hơn 2 vòng khắp Việt Nam, trừ một vài tỉnh chưa kịp đến, ông ôm lõi nồi cơm điện vì ngại ôm bình bát, dễ bị ngộ nhận với hệ phái khác của Phật giáo. Ai hỏi thì ông xưng con khi trả lời. Ông xác nhận chỉ là người đang học và hành theo lời Phật dạy. Người đi theo ông là quyền tự do của cá nhân họ, không phải đệ tử của ông. Khi được khen hay chê, kể cả chửi mắng, ông đều bình thản với nụ cười vô ưu, chúc mọi người luôn được an vui, hạnh phúc. Sư Thích Minh Tuệ từng nhỏ nhoi đơn độc giữa biển người ở thành phố, cô độc ở vùng hoang vắng, đêm ngủ ngồi ở nghĩa địa hay rừng cây đầy côn trùng, muỗi vắt mà nhìn ông vẫn khỏe. Bỗng dưng được cả triệu người theo dõi chặt chẽ từng bước đi hơn một tháng qua trên mạng xã hội. Vô tình được cả triệu người theo dõi và hàng ngàn người trực tiếp trên đường, mọi lúc, mọi nơi, vì họ tin rằng tu sĩ Thích Minh Tuệ là một bậc chân tu. Nói cách khác, ông chính là một vị sư. Hình ảnh của sư Thích Minh Tuệ giống như ánh sáng của một ngọn nến, dù rất nhỏ bé, lẻ loi, đã bất chợt lóe lên giữa vô minh đêm tối và sẽ tiếp tục còn tỏa sáng nữa. Ánh sáng đó vô tình cho thấy sự khác biệt rất lớn với đám ma tăng béo tốt, sang trọng, uy quyền, ngự trong những ngôi chùa cao lộng lẫy, giao giảng những giáo lý trái với chánh pháp. Qua hình ảnh của sư thầy Thích Minh Tuệ, người dân đã nhìn rõ được đâu là chính, đâu là tà, không để cho đức tin của mình được đặt sai chỗ. Cúng dường là tốt, nhưng cúng ở đâu, cho ai thì cần phải biết rõ. Không nên để những ma tăng móc tiền mồ hôi nước mắt của mình mà nhìn xuống mình như một kẻ mê muội. Phật không phải là tôn giáo để thần thánh hóa, cầu xin này nọ. Phật là lối sống, là cách tư duy. Thế nên cần nhìn nhận cho đúng. Đừng quên, chẳng có Phật nào ban phước cho ta hay giải hạn cho ta chỉ vì ta cúng dường nhiều hơn. Bằng chứng rõ ràng nhất là rất nhiều người giàu đã cúng dường rất nhiều tiền, xây cả chùa to tượng lớn, nguy nga tráng lệ mà vẫn có thể đánh mất thân mạng của mình bất cứ lúc nào. Nói vậy để thấy rằng việc cúng dường nhầm chỗ sẽ không mang lại an lạc gì cho đời sống của con người. Phật không phải là thánh, đừng quên điều Phật dạy: ở đâu có chùa, ở đó không có Phật. Không phải vì không cần xây chùa to tượng lớn, mà vì đó không quan trọng bằng chánh niệm.
Trong bối cảnh các giá trị đạo đức ở Việt Nam đang có nhiều vấn đề, niềm tin của con người bị lung lay, sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ đã và đang tạo ra một hiệu ứng xã hội vô cùng to lớn đối với niềm tin tôn giáo đang bị mai một và là niềm cảm hứng đối với nhiều tầng lớp nhân dân đang mất phương hướng. Hàng triệu người dân Việt Nam không phân biệt tôn giáo, vùng miền, giai cấp, tín ngưỡng đã và đang theo dõi từng bước chân của Sư Minh Tuệ trên nền tảng mạng xã hội, một sự kiện chưa từng xảy ra ở Việt Nam. Những nơi Sư đi qua trên mọi miền đất nước, hàng vạn người đi theo để chiêm ngưỡng và đảnh lễ. Nhiều sư hay nhiều người đã phát nguyện gia nhập tăng đoàn không chính thức này. Những người già cao tuổi sức yếu và những người bệnh nặng cũng mong được diện kiến sư bằng mắt một lần trong đời. Vì đây là cơ hội ngàn năm có một. Tấm gương quyết tâm giữ giới và vượt qua nghịch cảnh của Sư Minh Tuệ đã truyền cảm hứng cho bao người noi theo. Khi suy nghĩ và hành vi thay đổi theo chiều hướng tích cực là khi những tổn thương được chữa lành. Rất nhiều người chồng, người vợ, người con được truyền cảm hứng để trở nên dễ thương hơn, biết điều hơn. Những người dễ nản chí này có thêm nghị lực nhờ họ quán chiếu những thử thách khó khăn của họ không là gì so với những chướng ngại mà Sư Minh Tuệ đã vượt qua. Nhiều người đi theo Sư Minh Tuệ đã nói, nhờ thực hành mà biết trân quý từng giọt nước, từng củ khoai hay từng bóng cây. Con người vì cuộc sống tất bật mà trở nên thờ ơ, coi thường mọi thứ quý giá. Không hề giao giảng gì, nhưng Thầy Minh Tuệ, bằng hành động, Sư đã làm chúng ta yêu quý và trân trọng những gì chúng ta đang có trong cuộc sống này. Để trả lời cho câu hỏi, Sư Minh Tuệ đã làm được gì cho xã hội mà mọi người làm lên thế? Tiến sĩ Vũ Thế Dũng đã có phần trình bày rất thuyết phục trên kênh YouTube của mình. Ông cho rằng, đóng góp của Sư Minh Tuệ là vô cùng lớn. Ngài là một ví dụ chứng thực mạnh mẽ và truyền cảm hứng về con đường tu học theo lời Phật dạy. Ngài là một bài pháp sống động, cho thấy càng buông bỏ thì càng tự do, buông bỏ đến tận cùng thì Niết Bàn sẽ tự hiện ra. Trong lịch sử tồn tại của xã hội Việt Nam, hình như gần 100 năm gần đây, chưa có hiện tượng một cá nhân nào không sở hữu tiền bạc, đầu trần chân đất theo con đường tu khổ hạnh mà làm dậy sóng dư luận, cuốn hút sự theo dõi của hàng triệu người như trường hợp của Thầy Thích Minh Tuệ. Tất cả chúng ta nếu ngưỡng mộ Sư Minh Tuệ, thương sư thì hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất đối với Sư Minh Tuệ. Hãy hành nguyện theo con đường tu hành của chánh pháp Đức Phật. Hãy tỉnh thức, nhận biết thân tâm và nhìn theo bước chân không nghỉ của Ngài Minh Tuệ. Luôn dùng trái tim và trí tuệ để cảm nhận về mọi sự việc đang diễn ra. Trên đây, Vạn Điều Hay đã gửi đến quý vị và các bạn Tiên Tri Kiếp Nạn thứ 82 nếu Thầy Minh Tuệ tiếp tục đi khất thực. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.